Cái này là chỗ nhà thờ tạ ơn Đức Mẹ gì đó hả? Đúng rồi. Dạ. À, nhà thờ. Bây giờ mình lên trên đi. Hồi trước là cha Domici ở đây. Domici đúng rồi. Domici à. Người Mỹ á. Người Mỹ chết rồi. Chết rồi. Dạ. Đây, cho tôi quay phim ha. Đó, quay phim cho anh. Dạ. Ai chỉ anh tiếng Việt vậy? Tôi là, hồi xưa tôi ở đây mà. Tôi ở đây học tiếng Việt luôn hả? Không có học đâu, tôi đi chơi với con nít Việt Nam không ạ. Tôi biết nói tiếng Việt luôn. Biết nói tiếng Việt. Ồ. Mà tôi làm nô cầm cho siêu thị mà hồi xưa. Ồ. Ồ, làm cho siêu thị hả? Dạ, đúng rồi. À. Tôi Barak 68 là zone 3 là ngay across bên kia kìa. Mà sao hết rồi hả? Mất hết rồi. Mất hết rồi. Hồi xưa băng cai mà. Ồ. Ở Ga Lăng 1 còn Barak không hả? Hết luôn à? Không, có Ga Lăng 2 thôi, có một cái Barak thôi. Còn một Barak thôi, còn nhiêu là hết luôn hả? Còn nhiêu là hết rồi. Ồ. Nhà thờ đâu mất rồi? Nhà thờ dẹp rồi. Dẹp rồi. Chắc người ta muốn làm lại nữa. À, người ta làm lại. À, nhưng mà giống hồi xưa. À. Ok, cái chỗ này nhà thờ hồi trước cha ở Domici ở đây phải không? Đúng rồi. À, đúng rồi. À. Đó, bây giờ chỉ còn nhiêu đây thôi, nhà thờ dẹp rồi. Chính, dẹp rồi. Bây giờ có nhà thờ Ga Lăng 2 thôi. Ok, hồi nó đi vô Ga Lăng 2. À, chúng mình vô Ga Lăng 2. Ok. Mình vô mua bầu thẳng ở Ga Lăng 2 luôn. À, Ga Lăng 2 có bầu thẳng. Có cái gì? Bầu